Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao lửa luôn luôn phun ra từ đỉnh của giàn khoan dầu khí không? Nhiều người nghĩ rằng ngọn lửa để trang trí trên giàn khoan, nhưng thực tế không phải như vậy. Trước khi tìm hiểu, nếu bạn thấy chú thỏ này dễ thương, hãy ấn like và đăng ký kênh. Bạn biết không, họ thậm chí còn có một người chuyên thắp lại ngọn lửa này bất cứ khi nào nó tắt. Bạn có thể nghĩ rằng việc tạo ra một ngọn lửa gần dầu mỏ sẽ khiến nguy cơ cháy nổ cao, nhưng thực tế thì ngược lại. Trong quá trình khai thác dầu, một loại khí gọi là khí đồng hành cũng sẽ được bơm ra. Loại khí này dễ cháy và có thể gây ra nguy cơ cháy nổ lớn. Vì vậy người ta phải đốt cháy chúng trên đỉnh giàn khoan.